rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong kênh tin tức sau Việt ngày hôm nay. Và Đan tin chắc chắn rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất để quý vị thực sự có những giây phút thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin nóng nhất và mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng nhau đến với những thông tin nóng nhất của ngày hôm nay. Quyền Linh choáng ngợp trước cơ ngơi đồ sộ của vợ chồng Hồng Vân và Lê Tuấn Anh. Nhân dịp đầu năm mới, MC Quyền Linh đã có chuyến tham quan gia trang quán của vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và Lê Tuấn Anh. Trên kênh YouTube cá nhân, MC Quyền Linh chia sẻ clip chuyến tham quan gia trang quán của vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và Lê Tuấn Anh nhân dịp đầu năm mới. Quyền Linh đang có mặt tại gia trang quán của Lê Tuấn Anh và Hồng Vân. Linh muốn giới thiệu đến mọi người chiêm ngưỡng nơi đây rất đẹp, nam MC cho biết. Cơ ngơi đồ sộ vào hành tráng của vợ chồng Lê Tuấn Anh, Hồng Vân khiến người xem không khỏi choáng ngợp. Tại đây có trồng nhiều loại rau, cây cảnh, nuôi gia cầm, gia súc và cả một hồ cá rất rộng. Hồ cá rộng lớn trong gia trang quán, không những vậy không gian và phong cảnh thiết kế nhẹ nhàng tuyệt đẹp nơi đây cũng khiến Quyền Linh phải trầm trồ và suýt xoa. Khe suối tự tay Lê Tuấn Anh khiêng từng viên đá để hoàn thiện và con đường dẫn đến khu vườn trong cơ ngơi của nam diễn viên. Khung cảnh tuyệt đẹp khiến Quyền Linh phải trầm trồ. Gia trang quán được Lê Tuấn Anh, Hồng Vân xây dựng nhiều năm nỗ lực hoạt động nghệ thuật. Cơ ngơi này là nơi để hai vợ chồng hưởng thụ cũng như lấy chỗ để tụ tập bạn bè. Quyền Linh và người bạn thân Lê Tuấn Anh, ông chủ gia trang quán. Quyền Linh và vợ chồng Lê Tuấn Anh là bạn bè thân thiết từ những năm thập niên 90. Từ đó đến nay cả hai vẫn luôn là những người anh em chí cốt với nhau. Toàn cảnh cơ ngơi đồ sộ hoành tráng của vợ chồng Lê Tuấn Anh và Hồng Vân. Ngắm trọn bộ ảnh cưới sang xịn mịn đậm chất showbiz của cặp đôi Duy Mạnh Quỳnh Anh hé lộ luôn hình ảnh nhẫn cưới không như mọi người kỳ vọng. Bộ ảnh cưới phong cách hoàng tử công chúa của Duy Mạnh và Quỳnh Anh được tung ra tối ngày 4 tháng 2 khiến dân tình xôn xao. 5 ngày trước lễ cưới, dân tình mới được ngắm trọn vẹn bộ ảnh cưới mà Quỳnh Anh và Duy Mạnh đã cất công vào Sài Gòn thực hiện. Như kỳ vọng, những tấm hình tiếp tục đốn tim fan bởi chất lãng mạn thơ mộng. Với cùng một ekip ảnh cưới của cặp đôi đẹp nhất làng bóng đá Việt Nam, hiện tại Đỗ Duy Mạnh và công chúa béo Nguyễn Quỳnh Anh được so sánh lung linh, không kém gì ảnh cưới của đôi vợ chồng ca sĩ lừng danh showbiz Việt là ông Cao Thắng và Đông Nhi. Đặc biệt, hình ảnh của nhẫn cưới cũng được tiết lộ trong bộ ảnh này. Không phải nhẫn kim cương hoành tráng như Quỳnh Anh từng chia sẻ, cô và chú rể lại chọn đôi nhẫn khá giản dị tinh tế để đeo vào ngày cưới. Cùng ngắm trọn bộ ảnh cưới của cặp đôi Duy Mạnh và Quỳnh Anh, bức ảnh đầu tiên khiến người ta chú ý ngay đến cặp nhẫn cưới của đôi bạn trẻ. Bộ ảnh cưới lung linh trai tài gái sắc chẳng kém gì các ngôi sao của showbiz. Khoảnh khắc cặp đôi ngọt ngào bên nhau. Lúc nghiêm chỉnh, lúc nhí nhảnh như thế này. Ngôi sao tuyển Việt Nam giống như chàng hoàng tử lịch lãm trong bộ vest đen cũng được thiết kế riêng. Chàng trai người Đông Anh Hà Nội đã nổi tiếng giỏi giang còn điển trai thu hút mọi người. Cô vợ Duy Mạnh thì gây ấn tượng vẻ ngoài xinh xắn và ngọt ngào. Công chúa bé được fan đánh giá là khá xứng đôi với hoàng tử sân cỏ Duy Mạnh.